thực hành ở 10 thức tây. Nhớ nắm nguyên tắc cái bài mà bài 1 đó là nó luyện khí chân. Luyện khí chân nó có lợi điểm, nó có làm ba cái loại mạnh, anh sẽ mạnh thận, mạnh gan và mạnh bổ tử. Ba cái đó nên tập cái đó thôi là nó khỏe rồi. Chứ chưa nói tức là bài tiến công đều có lợi ích hết. Chứ không phải bài khí công nào là tập chơi chơi, nó không phải là luyện luyện cơ mà nó luyện khí. Luyện cái đường gân cốt khó thì anh phải giữ vững tay giữ tường. Anh phải giữ, tại vì anh khí thiếu. Hay là tập lúc lên đỉnh cao nó còn giữ được thăng bằng kiểu này luôn. Đứng luôn. Mấy người giỏi là đứng 1 5 phút á. Trời đất ơi, còn anh mới có 1 giây chưa xong. Tức là ta đang luyện cái sự, anh nhớ cái nguyên tắc thăng bằng là người khí vững. Anh thấy cái cây mà đứng vững là cái khí nó đứng vững, còn cây hơi nghiêng nó khí nó vững nó đổ liền. Anh tại vì anh giữ cái trục giữa không thẳng. Cơ thể anh từ cái đốt xương, từ cái gót chân tới cái gối, tới cái háng, tới cái xương sườn, tới cái cổ, tới lưng anh không trụ được, anh không giữ vững được. Tức là cái tòa nhà con tầng anh gió đổ liền nó như này. Nè, cái tòa nhà là sao nó đứng một chân được? Tòa nhà một cột sao đứng một chân được? Là nó cấu trúc là sao? Thì cơ thể cái cấu trúc anh là bây giờ chưa đoàn kết mạnh thằng nào để sống đó. Nếu nói thẳng về cái về cơ thể anh hiện nay là mạnh nào để làm, không thằng nào giúp thằng nào. Bây giờ anh đứng cái gót anh đứng vịn cái cửa mà hồi anh tập trung tư tưởng hồi anh thả thấy nó có một cái đường, có cái trục. Cái trục đó mà giữ được thì nó vẫn được. Nhưng mà tới cái khớp nào nó yếu, nó không nối qua, nó cho gãy như đó thành anh bị té. Bây giờ anh sao đoàn kết kết cơ thể anh, tức là đoàn kết để đứng. Chứ không thằng nào gồng thằng nào, giờ anh gồng cái gót không được. Toàn thể nó liên kết, anh sẽ nó nối từ cái gót, lên cái gối, lên cái háng, lên cái lưng, lên cái ngực, lên cái cổ, lên cái đầu. Rồi anh nhập, đông cứng nó đó lại là nó đứng luôn. Nó phải hiểu cách vậy, cái cơ thể người nó phải làm. Mà nó không thèm làm hồi trước giờ, anh không quan tâm, mạnh thằng nào nó làm. Giống như loạn sứ quân, tao thằng nào cũng làm vua, muốn mày cũng đứng, tao đứng, tao làm được. Nhưng mà không làm cách nào làm được thì nó phải có đoàn kết từ dưới lên tới đỉnh đầu. Còn không có làm sao nó làm. Phải đoàn kết với nhau chứ, phải thống nhất một thông tin nhé. Một thông tin cái não ra lại thì mỗi thằng chân là mấy trăm gram, thằng cổ, cái khớp gối mấy trăm gram, cái háng chịu bao nhiêu đó, dần dần thấy nó làm được, tại vì anh không biết điều khiển. Đó, bây giờ cái bài thứ hai bắt đầu nha. Bài thứ hai là rồi, 10 khí tay. 10 khí tay là cái bài như thế nào? 10 khí tay là bài như thế nào? Tay á, nhớ là chân á, là dính cái thằng quan trọng nhất của chân á, là thằng thận. Thằng quan trọng nhất của tay á, là tim. Thành ra nếu tim yếu, tay không khéo léo. Thận yếu là chân đi loạn choạng. Thành ra trong người ta gọi là tim với thận là quan trọng nhất của mình, là nước cho lửa. Ngoài đời như mặt trăng với nước, mà ngày mà anh không uống không được, mà không thở thì chết liền. Thì hai cái khí. Cái khí chân á, là khi anh đi luyện năm bài chân á, mình năm bài chân nếu mà luyện cách rời, nếu nhà không có lầu thì tập đó, có lầu thì cứ lên xuống, đi lên xuống là khó tập đó, cứ lên xuống. Mà khi mà tôi luyện chân á, người mà đặt yêu cầu á, 5 lầu đi 1 phút mà thở bình thường, 15 lầu, 40 lầu lên, đi theo tốc độ lên còn thở bình thường là đạt khí chân. Đó là mục đích để phấn đấu tập. Đó. Thì anh về thì đi nhà tập đi bộ thôi, anh không cần phải tập năm lần này, anh cứ đi bộ lên còn thở lúc là anh đứng qua cái bài này tập điền thế nên được lập được bài này, nó là cái tập của chân. Nhưng mà lúc đi chân trần này hay là vẫn đi dài chân trần với mấy lượt cỡ hôm qua nó nói nói chuyện anh thấy con thú là con giáp, con chó con giáp, con giới không? Đó là nguyên tắc. Tại sao lấy khí đất? Anh nếu anh không tin trong trời có năng lượng thì không bao giờ có ở dưới chân thấy lạnh, nó trên xung quanh thấy nóng. Nóng thì có là anh chỉ cần biết hãy cái nóng, cái trạng thái nóng như trạng thái lạnh, chân lão nó hai trạng thái, mà hai cái trạng thái thì nó phải cái từ nóng phải qua lạnh. Anh thấy đúng không? Giờ tôi để cái nồi đựng cái xô đây thì một hồi cái hơi nóng nó lan ra, anh không chấp nhận, phải chấp nhận thiên nhiên nó nhảy. Thì anh đứng dậy thì chân tiếp đất là lấy hơi lạnh thì đất lên, mà người xung quanh là hơi nóng thì thấm ra người, thì trong người sẽ có nóng lạnh trao đổi. Nóng lạnh trao đổi tức là nó có hai cái làn năng lượng nó qua lạnh, nó lôi máu huyết mình theo. Còn ngắt đi một cái là không được, thành ra không bao giờ mang dài được đâu. Thứ hai nữa, ăn tối, anh ngủ, anh ở chuồng, ngủ sướng hơn. Anh mang lá ngủ đây. Bây giờ anh đi tắm, anh mang dớ vô tắm đi. Anh nói, lỗ chân ra tắm mà. Tại sao? Cái này là cái chuyện bình thường con người mới thấy vậy đó. Khi muốn lấy một cái trao đổi, một cái chất ngoài với trong, con người luôn ở chuồng.
anh tắm là phải trộn để nó thấy cái nước nó xoa hết người, nó thấy khỏe ra. Thì khi anh đứng vậy là anh nổ cái chân đứng thôi là anh phải cảm nhận, nếu mà anh cảm giác như người đang tắm không khí thì người mà ở trong thì anh đứng một hồ nó khỏe rồi, tại anh không có lo cái bên trong, anh cứ sợ lạnh thôi, anh đứng thì hiểu, anh đứng một hồ thế cái là anh thấm được khỏe ra. Thì cái chân, cái chân cái nguyên tắc cái chân. Bây giờ có bài tay gì, bài tay là làm cho tim nó khỏe ra. Bài tay nguyên tắc nó làm gì là rung lắc, tức là lắc ly tâm. Ly tâm thì máu đi ra ngoài, ra ngoài thì tim nó phải ép máu đi thì cái tim khỏe ra, nguyên tắc nó và có hơi rung rung. Còn bài chân nguyên tắc là gì, là toàn thân anh là cái chân với khỏe là nó có ba bộ phận, chú đùi ngón chân và ba thằng đó liên kết lại thành một chân. Còn tách rời là cái đùi, đập cái đùi không, cái đùi không đập theo con gà, cái đùi ăn ngon, đập theo con ngựa thì con chú ngon, đập theo con cò thì nó ngón chân nó ăn ngon, cái gân chân nó mạnh. Nguyên cái chân này con cò, còn cái gót là chịu trụ từ dưới lên, cái là hình thành một cái trục vững từ trên dưới lên trên, đó là ý đồ đó. Mà cái đó là dùng khí chứ không được dùng lực, anh gần nó mới được nha. Anh dùng tức là anh giữ thân bằng, cái bài chân là ráng giữ thân bằng, mọi động tác giữ thân bằng chứ đừng có gần nhé. Đó là nguyên tắc, cái đó là dùng khí không được dùng lực. Còn bài khí tay, khí tay là để thả rơi thì cho động tác cái chút để hai tay vậy. Anh tưởng tượng như bị chặt gây nó rớt cái tay xuống, rớt thì cho thả xuống, đứng lên. Anh phải thả người xuống cho nó rớt tay xuống, rớt cái tay xuống, anh đứng lên, vũ xuống nó đứng lên, thả lỏng cái tay ra. Thì cái tay lúc đó phải lưng lưng nó mềm eo vậy, đó là động tác như rồi thả rơi thì cho tay đứng lên, thả rơi thì cho tay đứng lên, làm xong thấy máu dồn ra đầu nó đầu, đó, thở đều không cần quan tâm ra đầu cái đứng nhẹ. Cái này để là rũ máu ra đầu tay, ý vậy đó. Mà khi cái sức rớt, cái này là sức rớt xuống cái anh tới gần tới đích của nó là anh giật lên là nó sẽ phát cái máu ra, nó giật lại cả. Nó cảm giác cái máu biến trong rớt rồi đứng lên đột xuất cho nó giật ra. Đó là động tác thứ nhất. Mục đích là dùng sức hút chậm tường, máu là hút dơ lên cao vậy. Từ lên cao thả thì cho nó rớt xuống dài, cục nó chạy ngược vô trong. Đó là nguyên tắc, đó là thức thứ nhất. Thức thứ hai là anh biết muốn có sức đi tâm hãy quay vòng tròn nè, phải tăng dần một cái cột sống xoắn chứ không phải là cái tay thả lỏng. Thành Quốc luôn cái tập cái tay đó là đọc tay và xoắn cột sống tăng tốc dần lên đó, dần dần cái tay nó sẽ dỗ tay thả lỏng kêu vậy đó. Mà không kêu tức là gần đứng cái tay để cho bắt mà ăn vỗ này ăn đau là khí huyết anh chưa được thông, đó là cái thứ hai là xoắn những cái dụng đó. Thứ hai anh bệnh anh chỉ khiến nó tấn công vô phổi, tập cái hồi khiến nó đánh vô cái đẻ hồi đó. Đó, thức thứ ba cái này là xoáy tròn. Thức thứ ba là nó gập, tức là cái tay đánh xuống vậy nó gập cái là máu nó dịch ra đầu ngón tay, cái này khí ngón tay nè hấp cái tay của bạn, nó bị cái đoạn chân nó bật dỗ rồi cái một rồi ba rồi ba đó. Coi như là anh thấy nó cứng ngắc rồi này, anh phải tập người nó bị khí huyết nó không lưu thông, vậy cái tay nó không lưu thông nó dỗ khi mình bắt anh không có kêu nữa. Rồi ba là dỗ ba. Loại thứ tư là gãy lưng nè, lưng là gập nè, chân là cái tay là ngửa để định vị, cái tay kia là gãy đúng không, bên này định vị bên này dài. Bây giờ hai cái tay không bấm lại nhau là bệnh thận không chạm được nhau á, nó bấm cấu lẫn nhau vậy nè à, nó mới được. Ờ hai bên mà bấm được là bệnh lớp bên nhà khí nó nổi, khí anh không tâm, khí thận không tâm, bên kia hai tay nó không được, được còn bên này thận được. Rồi bên này thận trái nếu để lâu thì sẵn thận trái, anh để chừng năm sau anh đi mổ thận giờ đập ngay cho nó tan cái mạng thận ra. Muốn tập vậy là phải dỗ nè, một dỗ lâu lâu lại nắm hai tay lại nhau kiểm tra, nếu không được thì ráng cho được. Và thứ tư là chống sàn thận. Thức thứ ba là máu, thức một thứ ba là máu ra ngoài giảm bệnh tim. Thức thứ tư thì em tập từ một thứ tư đi xong đến chỉ sáu thức còn lại cho thuộc đi. Nó ngồi thật tay đó.
người thực tại. Đứng lên này thả rơi từ giống như là rất là rơi từ do là phải chiều theo cái dòng rớt, tức là thầy cầm một cục đá thì thả mà cái tay rớt không giống là sai. Ví dụ thầy cầm cái gì đó nè, thầy cầm cái nắp này. Nhà bây giờ cái tay anh giơ cái tay lên, thầy thả cái này, cái tay phải rớt bằng này đó, bằng cái này. Đó. Số không cho nó có dạng này để là một là một để coi 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 rớt giống không, nó giống cái nó thật sự nó được. Rồi tới đứa anh ngừng cái nó giật cái, tức là thả rơi tự do một vật, mà cái tay anh 10 kg nó còn nhanh hơn cái miếng của thầy. Thầy có một con trăm người ra còn tay anh mười mấy ký, giờ thầy lấy một cái vật mười mấy ký thầy thả nó phải rớt nhanh nhẹ. Không phải giỡn đâu, thầy tay anh nó còn níu lại, khí lực nó còn níu không cho thả lỏng. Tập qua cái này gọi là thả lỏng tay, tức thứ hai là xoay tay, tức thứ hai xoay vòng tròn, xoay khi nào nó mềm đó. Tập hồi thấy cái gì nó nhẹ đó, máu huyết áp nó xuống. Thả lỏng ra chứ không có dùng lực nha. Anh dùng lực là sao? Trong khí công đã hôm qua là nguyên tắc tập khí công là không được dùng lực. Lý do là khi ngủ là cơ thể là thả lỏng hết, nó mới thu nguyên khí. Khi tập thì thả lỏng, nó thu nguyên khí. Là nguyên tắc về lực. Thứ hai là thở tự nhiên, không có thở theo cái gì hết. 10.000 cái cũng thở ba hơi, một cái cũng thở một ba hơi. Ví dụ vậy, nói dễ hiểu, bình thường thở tự nhiên. Thứ ba khi tập thì tập trung nghĩ trong đầu là máu huyết chạy ra chạy vô chứ không phải tập cơ. Máu chạy ra, hiểu không? Máu ra, đừng nghĩ gì chứ khác. Máu huyết tôi tập máu huyết. Khí công là huyết công, là luyện máu đi ra đi vô chứ không phải luyện cơ bắp. Cứ nghĩ vậy trước để thay đổi cái nhận thức, để luyện tập thể thao đi. Nó phải thể thao để máu huyết lưu thông trong cánh tay của mình. Máu chạy ra chạy vô, hất cho nó ra, hất từ từ thì máu nó rất là chậm. Rồi thứ ba là vỗ và hất cái tay để thay không hất tục lên, thả lỏng trước rồi rung rung họ để là hất thả lỏng rung lên, hất cái tay lên cho nó vỗ các bạn. Thứ tư qua, thứ tư là quay cái lưng này, cái tay này vỗ, tay này vỗ, vỗ cành tiếp và cố kéo gần lại nhau, có sự cố bên trong, cái đó là vỗ bài. Thứ tư là giải lực, lắc lộ lắc hai tay khen chập. Tập làm sao thầy tháng 11 thì ra hai tay em ấy bằng nhau thì thầy nói là tao không có anh để đâu sẽ bị sản thận, cho nó báo người trước. Thứ tư nó phải ẹo cái người qua mới được, ẹo luôn đó, nó mới giãn cái tay, nó giãn giống như cố hai tay gần nhau thế nào, anh phải ẹo cái người mới hai tay nó gần nhau được. Bởi vì cái động tác ẹo nó không phải là ông thầy cũng làm, mình giờ anh muốn hai tay gần nhau phải ẹo đâu nè, ngửa là sao có tay đâu, cái này như vậy, ra xuống nó phải cầm nhỉ, thì bây giờ cái mình cái ẹo mình quơ, nó có cái nguyên do của nó chứ không phải tôi muốn ẹo người là tại vì anh muốn vươn hai tay theo chỗ mà phải ưỡn người ra sao uống cái eo ra mình hai tay nó mới gần hơn thì nó giãn cái gân đấy ra. Đó, thức thứ tư giờ tôi chuẩn bị thức 5, 6, 7, 8, 9, 10 chỉ một lần xong anh đâu. Thức thứ năm là anh đứng dậy, anh giơ cái tay đây cản cái này lại để cho anh coi cái tay nó được thả lỏng chưa, không cho nó còn cứng nhắc. Giơ lên coi thả này, giờ nó rất tự nhiên, bây giờ giơ lên cho nó rất tự do, hấp cái này trước và cú xuống, hấp một cái, bây giờ làm sao kéo cú xuống đi, kéo cái tay này song song với cái chân này và không cho nó hở ra mà nó kéo như thế này, rủ xuống kéo nữa, kéo nó ngọt đứng thở đều, đứng lên chủ ra đó cái này là chịu, nó làm tan hết mỡ trong gan, trong máu, trong mạch máu. Hầu như những người máu nó chạy chậm là trong mạch máu nó có mỡ trong đó, cái cholesterol làm tăng mỡ tiếp. Đó. Cú xuống vậy. Đó. Và cái tay phải không hình chữ V, thứ năm.
đứng giữ vậy thở đều quá đã, rồi đứng lên vụ cho nó tan cái máu mỡ trong máu ra. Thức thứ năm, thức thứ sáu, lắm ngón tay lại vậy, vẽ cổ tay ra, duỗi cái cánh tay có thể sát vô vừa ra, căng 5 giây, ngưng 5 giây, thả căng 5 giây. Khi nếu mà thấy nó căng căng hay là có chuyện nó ngừa, nó sẽ ngừa đột quỵ đó. Nếu có thì tập hoài để khỏi bị, xong gốc xuống vẽ sâu vô, ngón tay nằm giữa kéo vô cũng căng 5, ngưng 5, thả 5. Đó thức thứ 6 là thức cổ tay, miệng kêu đột, ngừa đột quỵ tim. Thức thứ 7 là để bằng tay vậy, thẳng thẳng cổ chỏ, xòe cực đại các lực khe này ra, và bàn tay có thể 90 độ, nếu không nghiêng mà thua, là nó phải có bệnh rồi, 90 độ, xòe ra, để 90 độ trước, duỗi này thẳng là 90 độ này chưa được, ngay cái tay sẽ cứ cầm, rồi, thấy không, thở, có thở ra, nước vào trong, đứng dậy qua, nước rồi, khi nó căng lắm, cái thẳng, dụng, nó luôn thật, cho nó là tập, khiến ngón tay, thứ bảy, khiến ngón tay, xe ra, cực khe phải bằng nhau, mà ở đây 90 độ, ở đây thẳng, không được gồng, không có, tại anh nó gồng vậy nè, anh để tay vô tường, thẳng lên xe, nó tay lên gồng đâu, nè, nó cho nó nhẹ hiểu, tại anh, đúng chưa, anh thấy cái gần anh ngu không, nó có thấy rễ, rồi có thấy là anh lúc nào cũng dùng gồng không, xe thì xe thôi, nó nhẹ hiểu vậy mà, rồi anh để vậy anh, cái kéo ra tường anh để vô cái tường cho họ này đây, bởi vì anh không hiểu cái khí lực của anh, xe nó đi xe chốc như bài tập này căng thiệt 90 độ cho tao, rồi anh cứ dựa từ từ ra, rồi để một ngón này xe rồi anh thấy nó nhẹ hơn, thấy không, nó không có dùng lực, bởi vì nhiều lúc mình dùng là không có hiểu khí nó khác cái lực, khí là nó rất là nhẹ nhàng, nó xe ra nó không dùng lực gì hết, còn anh dùng lực là anh phí năng lượng, tiền nó ít mà xài cho dữ cho khi sức của em có mà xài dữ vậy làm sao mà dư năng lượng, đó là thức thứ bảy. Thức thứ tám là cú vô cầm tưởng tượng hai của đó nữa, anh ném thiệt xa ném đá vô hình thiệt là mạnh lên, đếm rất là có tiếng gió nè, thấy cái này không, nó thật á, nó phải gió xẹt lên cái nên cái tay không ghê chưa, nó cầm tay vậy đó, còn anh có phải luyện. Thức thứ tám là ném đá. Thức thứ 9 là găm ngón tay, găm thì ở ngoài thẳng, ở trong cong. Ở ngoài thẳng, này không được thẳng cong. Tức là bây giờ anh tưởng tượng dưới này nó có một cái hạt, cái hạt gạo này, cái hạt này. Anh ấy để ấn xuống, nè, ấn xuống từng ngón một, ấn xuống, nó ở trong thẳng, ở trong thẳng, ở cong, thấy không? Rồi đổ từng ngón, ngón mà ngón nào không được phải luyện lại. Ngón ngắn rồi, thua, vậy là chết. Tức là anh ấn viên gạo xuống là cái cong ở ngoài đây thẳng cong cái cong được nè. Thấy không nè, anh nó ngón nào vậy, anh làm được là cái tập 10 ngón này nè, thấy không. Thì lúc cuối xuống này, phúc 10 ngón rồi. Ở trong thẳng ngoài cong, tập sau thành cong ở đó, thức cái chinh. Thức thứ 10 là dũi ra một cái là ở tất cả ở trong thẳng ngoài cong 10 ngón một lúc, không có, anh tập từng ngón đi. Thức thứ 10 là phương vai ngửa ra, quơ từ sau ra trước, anh quơ đi, nhu tên là đè cực mạnh xuống rồi nghỉ, rồi ngửa ra ra sau đi, ngửa nhu, hít thở từ dưới hai lần, hít thở, thở đứng lên, đứng thẳng lên, rồi bây giờ treo tay đè đây này xuống, đè mạnh xuống, hít không thẳng tay, không có cái đè cái đầu, hít thở cả hai hơn, hít thở nữa, cái đè liên tục, hít thở hai hơn liên tục vậy, rồi đứng im như thở hai hơn, tức là mỗi một động tác hai hơn, có ba vị trí, ngửa ra hai hơn, hít ra, mạnh thì mạnh thì vẫn giống nhau, xuống đây đứng thả lỏng, tức là ba chu kỳ, ngửa ra đây, hít thở hai hơn, hít thở ra một nửa, nửa chu kỳ, hít thở đi, hít một chu kỳ, rồi hít đè mạnh cực đại trong một chu kỳ, hít đè mạnh liên tục, rồi đứng thở lỏng, rồi nó là 10 thực tay xong rồi. Đọc lại đi. Nhưng mà lúc làm các động tác này mình có dùng lực cũng thế nhỉ? Không dùng lực. Lúc đầy đầy đấy nó tưởng tượng. Thì mới là dùng lực, về sau là tưởng tượng không à? Có
thì mới dư, nó mới dư lực. Còn sau này là chỉ tưởng tượng thôi. Tưởng tượng tại nếu anh dùng lực chống cái tay thầy thì anh xuất năng lượng ra, còn việc tưởng tượng là thu thì máu nó phải tới thì nó tạo áp lực đúng không, để nó gồng lên, nhưng mà không có chuyện để gồng thì nó dư cất lại. Nó nguyên lý khí công nó rất là khéo léo cho đó. Nhưng mà điều thế thì cái lúc tưởng tượng này thì cơ nó căng không? Căng định thường nó căng tự nhiên. Vẫn căng cơ đúng không? Nó tự nhiên nó phồng lên, không có gồng gì hết. Nè anh để nha, anh tưởng tượng tự nhiên thấy nó cứng. Anh tưởng tượng đè tự nhiên cứng, mà đâu có cái đói gì đè đâu. Anh xè tay đi, anh tưởng tượng đè cái nó phồng lên. Đâu có dùng tạ đâu. Anh xè ra, để yên không nhúc nhích, đè ngầm. Tăng lực, phồng lên, đâu có dùng lực đâu. Nhưng mà cũng nghĩa là mình tưởng tượng để cho lực nó ra đây luôn còn gì nữa. Anh cứ làm đi. Bây giờ ngày đầu tiên chưa biết là nó còn ngũ giá, tập một năm sẽ thấy cái khí là cái gì. Cứ tập đi. Anh đừng có cãi, dẫn cái tập đúng như tôi đi. Tập thuộc lầu đi. Nhu, cương, thư giãn. Nhu, cương, thư giãn. Cương là cái đầu thôi, còn cái tay, phải có tay thầy vô anh mới hiểu. Anh mới thấy ba trạng thái khác nhau, còn cái não anh còn dốt lắm. Mới học ngày đầu tiên chưa cảm nhận được cái khí nặng, khí nhẹ, khí nhu, khí cương là cái gì. Tập lại từ 1 tới 10 đi. Một tháng sau ra sẽ biết. Mới thấy múa mới trúng hay không biết liền. Cái tay mình nó có 3 cái lực trong đó. Làm sao giống đều một trạng thái có 3 trong 1 nè. Tay anh xẻ cái tay ra để thẳng. Bây giờ anh đang tưởng tượng, anh đẩy ra đi. Đặt cái này đứng yên, đẩy được mạnh ra. À, đúng không? Bây giờ anh không đẩy được yên đi. Không có đẩy này, chắc nó mềm. Bây giờ thả lỏng. Đứng dậy rồi thả lỏng. Nó có thấy gì? Nó thấy cái tay để yên mà nó có lúc nó mạnh, lúc nó ngưng, lúc nó không có. Khác nhau chứ làm sao giống nhau được. Gì nữa? Nó có gồng. Anh suy nghĩ thôi đó. Không có gồng như để vậy. Đang xô cái gì? Mình nghĩ đang xô, đừng có gồng nha. Thầy đẩy nó đứng lại nè. Thấy chưa? Giờ không có xô thì thầy đẩy nó phải mềm chứ. Thầy bình thường mà. Còn thả lỏng thì mày xô qua xô lại cũng được á. Cái ý người nó thay đổi hết cái trạng thái bên trong. Nó thay đổi cái nguồn năng lượng cấp ra cấp vô. Mới nói cái con, bởi vậy gọi là khí công, nó dùng ý nó luyện không à. Không có dùng lực. Nè không dùng lực nhưng tao xô thì đừng có đâu mày lại đẩy ra đâu mày. Nó đang đầu cho con xô. Thì tự nhiên đẩy nó cường mà, nó cường mà. Mà không xô thì mày đẩy thằng nó lùi chứ, không có suy nghĩ gì đâu. À, thấy không? Cái khí người, anh phải làm sao tăng cái ý đó lên thì bắt đầu khí nó xuất hiện. Tập 10 động tác đó lại đi, xong rồi đó. Lấy cái clip ra. Nhiều người không có hiểu. Mới đầu tập anh rất khó hiểu khí công. Kinh cứ tập thời gian anh thấy trong người có một cái áp lực. Tự tạo áp lực mà tâm lực nó không dùng lực. Cái áp lực nó gọi là khí, nó không có dùng cơ bắp. Nếu mà khí công mà dùng cơ bắp làm sao mà anh có sức đâu chữa bệnh. Cái nguồn lực ở đâu chữa bệnh. Nguồn lực của người là máu huyết nó chữa bệnh. Dùng cái áp lực đẩy đi, cái gồng là không có đẩy đi được. Anh gồng là máu thịt, máu xương nó đứng lại, nó lo nuôi cơ bắp, nó đâu có nó lưu thông khí huyết cho anh. Tập cho nó thuộc đi rồi là không hết cái cháu trình buổi sáng này. Là 5 động tác tay, 5 động tác chân, 10 động tác tay. Thầy giờ thầy chứa hết vô máy, lát rồi thầy đẩy lên mạng sau. Tại vì mấy cái clip này nó phải nối lại rồi mới đẩy lên mạng được. Nối nó lại chút tất cả lại. Cái bài rất đơn giản nhưng cái kỹ thuật đọc mới nào chưa quen khó, rất khó, dần dần anh sẽ cảm nhận được. Nó không dùng lực. Rõ ràng là hồi nãy cái tay anh, cái trạng thái mình đứng yên thì nó còn có nhiều trạng thái lực ở trong lắm. Bây giờ nếu mà cái này đẩy ra khác. Rồi cái này là đang gió thổi vô khác, cái lực nó khác liền, cái bàn tay. Nó hàng vạn cái ý trong một cái bàn tay đang đứng yên. Một vạn cái lực khác nhau. Cả triệu cái lực khác nhau. Chỉ bằng tay để vậy mà cái đầu thôi.
cái đầu muốn giật cái tay mà đang rờ phụ nữ cái tay nó khác rồi nè, rờ cái da tưởng tượng có phụ nữ cái tay đúng không, rờ cái tay rờ cục đá khác, cái tay rờ cái điện thoại khác, mình suy nghĩ trong đầu cái tay nó thay đổi nghĩa ngoài, cái đó là khí cảm biến nó đổi, cái tay mình có hàng triệu cảm biến, anh muốn cảm biến gì nó làm cái đó, nói gì thì cảm biến anh mới hiểu nếu mà anh học về kinh học. Còn thôi nó cái tay là tưởng là một, nó không phải một là một đâu, nó hàng triệu cách trong đó đó, hàng triệu cái kỹ thuật trong đó, nếu mà không hiểu mà tại sao con người ta bây giờ trong đời chứ có nhiều nghề, tại mỗi người một nghề, người ta nó mới nó có hàng trăm cái nghề nghiệp trong xã hội chứ giờ có một người học một thầy ra có một nghề làm sao mà khá nổi, một học chung thầy ra người hàng trăm người theo xây dựng, người theo kinh học, người theo văn hóa này văn hóa kia, người ta nó cái trong cơ thể mình vậy, một bàn tay mà hàng trăm cái ý trong cái bàn tay, bàn tay có thể tao đang giết người cũng được, bàn tay tao đi vuốt người cũng được, tao cái đầu thôi, cái bàn tay tao nó làm hết. Giờ tao muốn bàn tay chặt gầm dao đâm là bàn tay nó đâm, bàn tay mình cái bàn tay nó thể hiện nó đứng yên vậy mà trong đầu nó cái bàn tay nó có cái ý khác, lúc nó mới hiểu con người mình khủng khiếp lắm. Ủa, sao?